anh ngán 50, cô Mơ 200, cô X 200, bác Hầu 120. Quá nhỉ. Nhà bác sung bác sướng, không thấy trong này nhỉ. Thằng Bờm, mày có biển thủ không đây? Con đưa hết cho mẹ rồi còn gì nữa. Nhìn cái mặt mày là nghi lắm. Xoay vòng vòng rồi nhảy lên xem nào. Đi xoay. Bài này cũ rồi con ơi. Cởi cái tất ra. Nhưng mà con rét lắm. Nóng chảy mỡ ra còn rét mỡ cái gì. Cởi nhanh lên. Đây, có gì đâu. Cởi nốt bên kia ra. Tí tuổi đã biết liên thiên bắt đế nhí nhố chi khơn rồi. Liệu các thần hồn đấy, đưa đây. Kín thế vẫn biết. Này mẹ. Lần sau mà còn thế đừng trách nhá. Đấy người ta gọi là cái khó lo cái khôn. Thôi Bờm ạ, cho bố mẹ xin tạm. Khi nào cần thì bảo bố mẹ đưa cho nhé. Cho, có mà cho vào túi mẹ hết đi. Năm nay là thu hoạch kém hơn năm ngoái nhiều đấy. Bỏ ra 2 củ mà thu về được có củ 2. Nhiều nhà vô duyên vô dạng ghê cơ. Mình mừng 50 mà nó mừng lại con mình chỉ có 20 thôi. Mừng tuổi là lấy cái vui, cái lộc đầu xuân. Mình đặt nặng vấn đề kinh tế làm cái gì? Kinh tế là tiền đấy. Người ta vẫn bảo có đi có lại mới toại lòng nhau. Đi nhiều về ít thì ai chẳng sót chẳng đau. Thì cho vào cái phong bao lì xì thì người ta có biết mình mừng nhiều đâu mà kêu. Xuất phát từ tấm lòng. Cho đi thì đừng nghĩ tới cái chuyện xoay vòng tiền nong. Trên bộ nhá dưới một tá củ từ lại còn tỏ vẻ sông xanh. Bỏ đi. Vợ chồng ở Ngao Ốc có nhà không đấy? Dạ, con chào cô. Cún đây à? Dạ, cụ mừng tuổi đây. Đây. Dạ, con xin. Năm mới con chúc cụ sức khỏe dẻo dai, xương gà xương chó vẫn nhai ầm ầm. Sư bố nhà chị chứ, chỉ được cái khéo mồm thôi. Cụ sang chơi đấy à. Năm sớm chúc cụ sức khỏe. Đây còn có đôi đồng. Mừng tuổi cho cụ để sống lâu với con với cháu nhé. Sao chú cho tôi nhiều thế. Mình xin. Có đáng gì đâu cụ. Cho đi rồi sẽ có ngày nhận lại thôi. Cho thì tôi xin tôi tiêu chứ không có trả lại đâu đấy nhá. Con có bảo cụ trả lại con đâu. Nhận lại có nghĩa là nhận lại niềm vui, sự thoải mái. Chú vô tư quá. Chứ nhiều người là cũng tính toán lắm đấy. Thế hôm nay cô Ốc đi đâu mà không có nhà thế này? Hôm nay mồng 9 cũng đẹp ngày. Nhà cháu cho con bò ra cánh đồng khai mồm. Chú Ngao là lắm chuyện lắm đấy. Lại còn khai mồm nữa. Thôi tôi xin phép tôi đi mỗi nhà một tí. Xem có thu hoạch được thêm đồng nào không. Tôi đi nhá. Thế cụ đi thong thả nhá. Chúc cụ là thu hoạch được nhiều. Mấy hôm Tết là vợ chồng em qua nhà bác mà chả thấy vợ chồng bác ở nhà. Gặp mấy đứa nhỏ là em làm luật hết rồi đấy nhá. Làm luật gì? Thì em mừng tuổi cho các cháu lấy may, hay ăn học giỏi rồi chóng lớn. Cô vẽ vời mừng tuổi mừng tác làm cái gì? Làm tôi ngại quá. Cô cho tôi số tài khoản, tôi gửi các cháu mấy đồng. Thôi, có mấy đồng bạc làm gì mà bác phải làm thế? Có đi thì phải có lại chứ. Tình cảm mới là cái đáng quý, chứ đồng tiền tính gì thiệt hơn. À, chả tính thiệt hơn. Thế mà có người nhận nhiều lại xoắn là ít đây. Chị Hến ơi, có vấn đề gì thì chị nói thẳng ra. Làm sao mà cứ phải nói bóng nói gió thế? Thế nói thẳng luôn nhá. Nhà này mừng tuổi năm xịch cho con cô, mà cô lại xoắn lại 1 đô là thế nào? Cho người ta hơn một chút thì mình nhận về nhiều lộc chứ sao. Thì đút vào phong bao lì xì thì ai biết được nhiều hay ít. Thôi, để lát nữa em bảo các cháu nó mang sang nó trả. Thế còn được. Nhớ đấy. Bác Hến ơi, bác Hến ơi. Bún sao rủ bờm đi chơi đấy à? Dạ, con chào bác Sò. Mẹ con bảo là mang cái này sang gửi cho bác Hến. Biết điều thế là tốt đây. Đưa đây. Dạ đây. Sao đưa nhiều thế này? Chỉ cần trả lại 30 là hòa rồi mà. Mẹ con bảo là mừng tuổi thêm cho bác để sang năm mới vui kép vui đơn, sông xanh một chút chứ đừng có tính thiệt hơn làm gì. Ngẫm đi, mà nhục là vừa. Sao vẫn chưa thấy nhục nhỉ?